our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Thank you.
tin nhắn nè. Cái bạn nó có chữ Zalo là mọi người lên TikTok đâu có được. Dẹp cái bạn đó đi. Phong hai chụp riêng chụp anh nha. Chụp rồi mình chụp lấy nước chụp nè, mình chụp túi chụp lấy đây luôn hả? Một trong những nghệ sĩ của bộ phim Cái Giá của Hàn Quốc xin giới thiệu chị Liên Haaland. Thưa quý vị, xin được giới thiệu saxophone Hoài Phương cùng với nghệ sĩ Việt Hương, chị Liên Haaland cùng với nghệ sĩ Tố Hữu Châu, nghệ sĩ Quang Minh.
Phương cùng với các bạn. Điều diễn viên Xuân Vũ. Raise your
diễn viên Văn Anh Tú Miền.
Tiền bạc tưởng chừng sẽ làm nên bức tranh hạnh phúc, nhưng tất cả chỉ là một sự tan vỡ sau ấy. Và ngay sau đây, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị trên sân khấu những người đã đồng hành và làm nên dự án ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu đạo diễn Minh Hạnh tạo lập ra La La Land. Và chúng tôi cũng xin mời ông Đỗ Quang Minh và bà Vũ Tuyết Thanh lên sân khấu ạ. Đây có lẽ là những công chiếu trên toàn quốc vào ngày mai. Xin mời các bạn chúng ta. Xin được cảm ơn rất nhiều. Xin mời anh Lâm và chị Lan Nhờ, Clement Greenish, Custom Designer Lala, Makeup Artist Lê Trưởng Hương, Editor Vũ Hoàng Anh, Production Designer Lenzy, Director of Photography